của siêu thị Motor Điện Minh Motor xin kính chào quý vị. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều muốn tìm cho gia đình của mình hoặc nhà máy mình những thiết bị động cơ điện với chi phí thấp nhất nhưng lại mang chất lượng cao nhất, đúng không ạ? Trong suốt một thập kỷ qua, động cơ điện Minh Motor đã phục vụ hơn 20.000 nhà máy tại 62 tỉnh thành của Việt Nam. Công ty cổ phần thương mại Hồng Phúc là nhà nhập khẩu duy nhất có thị phần lớn tại cả ba miền Bắc Trung Nam, cung cấp sản phẩm cho hơn một nửa thị trường của cả nước. Nhãn hiệu Minh Motor tự hào được đăng ký độc quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ và được Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận về chất lượng và tiết kiệm điện năng. Sản phẩm của chúng tôi đã xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia trên thế giới. Chắc hẳn quý vị đang quan tâm tới những mẫu motor điện một pha tiết kiệm điện nhất, có thể chạy được điện dưới 200V và có kiểu dáng thiết kế sang trọng tinh tế nhất. Sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích những ưu điểm tuyệt vời của động cơ một pha xuất khẩu châu Âu thương hiệu Minh Motor nhé.